Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hỏi Fake Hình. Đến với link account giao bán hôm nay thì mình sẽ lên sàn cho mọi người một bot Nami top 2 server Thánh Hỏa, account Bích Kim nha mọi người. Account này thì hiện tại đang sở hữu lượng xanh là gần 30k xanh, điểm trang bị là 1.405k trang bị, xuyên thích là gần 11k, giảm xuyên thích là 5k3, kháng độc là gần 3k7. Nhưng mà đây vẫn là chưa ép full ngọc nha mọi người, đây là cái thuộc tính phụ. Băng công thì là 32k5. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau so những cái món trang bị ở trên người nhé. Chùm long ngọc, chân ngọc, chùm lâu giới, chân chùm lâu giới, chùm long ngoa không cố định, bộ nguyệt, chân thủ, chùm lâu uyển, chùm lâu kiên, chùm lâu khôi, thần khí 9 sao đạo sung, chùm lâu giáp, chùm lâu liên, ám khí 8 sao toàn mỹ 1172, long văn 9 sao, lệnh bài 8 sao, võ hồn 869 điểm toàn mỹ, hiệp ứng cấp 100, chân nguyên là full chân nguyên vàng 9, thần đỉnh là mát bên thể lực, còn bên đây là còn 6 viên nữa là mát, võ ý là cấp 139, thú cưỡi, bảo giám, bét thì mình có cái bét củ lê phụ thể bậc 10, bét BK phục bậc 10 luôn nha mọi người. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau đi coi gương đồ và test đam nhé. Để xem là Nami 32k5 băng với lại chân thủ sẽ đam như thế nào nhé. Rồi công thì cũng được 80 mấy k. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau vô test nhé. Test là test lên không võ hồn với không kiên nha mọi người. Thì đem F1 của mình thì tầm 8, 6x, 7x, 8x. Giờ mình chia quân nhé. Chia quân lên thì là tầm 9x nha mọi người. Có thể nhảy tới 10x luôn. Rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Bạn nào muốn sở hữu account này thì đang có giá là 260 triệu nha mọi người. Đấy. Là full, bao gồm full account luôn. Thì cảm ơn bạn nào thấy thích video clip này, nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip kế tiếp của Hỏi Fake Hình. Bye bye.